lột con da trên bằng mình chứ. Ơi ơi. Chết ơi, đừng lột con dữ ơi. Nè em lột cha. Ơi ơi, đừng lột. Vụ gì vậy chết? Vụ gì vậy? Vụ gì? Chết đi vụ. Chết với ảnh vụ gì mà mới gặp rồi chửi mới rồi. Ơi, nhỏ đó, mồng gà mày với nó giờ cắt tiền lại. Em nằm ổng cầm mà em bị dân mai. Lột quần da cho. Ê, mày chết ơi. Tao lột da, mày nói hôm nay khám là mày cho tao tiền. Đúng rồi, để nâng khám thì chứ ơi, đúng rồi. Hợp lý. Ê, ê. Ngon chứ rồi. Rồi, rồi, rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nó cha nó chích bia chưa vô cô Út Bảo ơi. Bảo ngó cái chích này tao ha, nó xạo vậy. Lấy tiền tao em tao. Chém em bà chứ. Trời ơi. Trời ơi. Rồi anh Hưng thấy bệnh sao anh Hưng? Chữa được anh Hưng. Trời ơi em dặn mai nè. Lẹ lên. Chứ con muốn con bị mười mấy chai nữa phải không? Hay gì? Bây giờ em dặn mai nè. Bây giờ lột bảo anh Cám chứ nha. Giờ em có muốn một nè. Anh ơi. Nấu một câu. Chứ là Tuấn Nguyễn nhìn nữa kìa, lột coi đi. Tuấn Nguyễn khám tiền sổ, chết ra trước đi. Chết tí gì đó, lột lần nữa cho Tuấn Nguyễn thấy. Lột báo đủ. Đó, đó, rồi xong luôn, rồi xong luôn. Dạ, tao quê rồi, rồi xong luôn. Rồi xong luôn. Ê, ê, ê. Lột báo hai người đây, mày với mày. Không báo rồi chết. Hùng tiền nhiêu. Mày 4 triệu tiền cử đó, mày chưa đó. Nó mà con mồng gà, nó chưa qua. Qua nó nở đi mất mẹ mày 6 triệu. Giờ em mộng cầm nè. Em bệnh văn mai. Bây giờ chở cháu vô bệnh viện khám đàng hoàng. Bữa con muốn chở con nhỏ đó vô bệnh viện con khám. Rồi có bệnh bác sĩ nói là nước chảy ra rồi nãy kia rồi mới cho nhập viện chứ bộ. Bây giờ vô khám là đàng hoàng nếu có bệnh thật sự. Nè cầm đem nữa kim chích này nè. Chích đi anh Bảo. Bây nó có chích vô thuốc rồi. Đây nè. Nè ở nhà là chích ống này nè. Đây để cho ông bầu. Chích rồi, để Tuấn Nguyễn chích cho. Rồi anh chích đi. Để em hôm nay là mặt da. Ê, con không mai. Biết chích. Trời ơi, kim bự lắm, chích không được. Chích heo không à. Kim kia mày chích mồng gà chị. Giờ em văn mai nè, em nổi tột quần ra. Đúng rồi, tột quần ra. Chất bất xúc cái gì mà chất bất nút vậy là chất. Tột quần ca chất. À bất nút vậy nói nghe coi. Thì thấy chất bất nút gì rồi hồi nay giờ đòi cởi đồ ra không vậy. Ở kinh cử chưa đo. Thì lo con nhỏ mồng gà mày nó chơi chưa. À mày nó chơi chưa. Hãy lỗi chứ hãy lỗi tình. 4 triệu ăn 11 triệu. Lên mình mà nói thẳng á chụp chim tao mà thôi ơi mà làm chó chưa gãi chưa mà chết mà đừng có chửi nó đứng nó chặn lại cho bà xương rồi. Trời ơi ghê vậy trả nhiều trả đúng miễn trả nợ gì chết á cô anh 8 triệu à qua đây ngồi nè giờ em tâm sự cho vô ngồi với chất tâm sự kìa em rồi vậy là em rồi chứ ơi qua em mộng gà nè cỡ áo trước nha trời ơi trời ơi ê chất cỡ áo ra rồi rồi chất ê ê ê ê ê ê ê trời ơi trời ơi chất mày đi đi ngã trời ơi cho khỏi quay tụi giờ tôi quay ông luôn không ơi ai biểu ông kêu xuống gọi ông ra kệ chắc ơi có điện thoại kìa chắc ta kêu chứ biết có bệnh hay gì á kéo ai xuống nghe con gì vậy Lon Vũ là ai Lon Vũ hả là chị Lon rồi à bấm đi Lon Vũ đây lại đây, đây. Kéo áo xuống gì chứ ơi kéo áo gì chứ xuống thì cầm đây à mới bấm giùm thôi để vậy cho lẹp rồi chị cầm chị kéo áo chứ xuống chị thôi về nha alo bà đâu vậy nói
Được. Cái gì? Trời ơi, thôi nha. Chim sẻ qua đây bàn, chim sẻ qua đây bàn. Tao biết tắt chết liền. Giờ kiếm con nhỏ mọc dừa chưa? Rồi chứ ơi, tìm được rồi chứ ơi. Tìm được à, hả, lấy được nhiều. Lấy được có 4 triệu 7 à. Trả cho chồng con 4 triệu đi ba, ba. Thằng nó lấy 3 triệu rồi, con lấy được có 1 triệu 7 à. Tiền đâu có con, trả con đóng góp cái nó 3 triệu thôi mà con lấy lại được 10 con thôi xong. Trời ơi, với chồng tao có liếm nó chờ là chết nhà. Cái dắt chồng đâu có làm gì á mà tốn tiền rồi đó. Còn áo nữa chứ. Con thì chất ấy một lần nữa là bà con ấy nữa nha. Bà cái gì hoài. Anh nói gì kìa. Ở quần cái chất. Trời ơi. Kể đi, nghe bảo đi, con đi về luôn á, kể đi. Ủa mày đi về, về cảnh tiền ra người ta đây đây mọi người đây rồi cái bỏ quần dứt đây mọi người đây đó đó đương chịu đây cờ má hối người ta giờ cũng hẳn từ từ chịu cờ với anh Bảo ăn bánh canh đó ngon quá trời trời ơi giờ hôm má, nay có anh Bảo nữa mới ghê chứ trời bà mới ăn cái này ra vô đi để mày việc chồng cho tao chết bây giờ mày lấy tờ sáng mày mất túi rồi mẹ không ơi. 7 sắp với 2 tờ là đủ 100 vé. Ủa mày bán số lại hai chất. Chứng lẽ tao đi bán chim, giờ mày mua không? Đó lại nữa. 2 chộp. Trời ơi. Trời ơi, luôn á. 3 chộp. Bậy bạ quá trời luôn á. 4 chộp. 5 chộp. Thì chất muốn gì á, chất đi hàng Tuấn Nguyễn đi khách sạn 5 sao. Có ghế tình yêu này kia luôn. 9 chộp. Dắt tao đi Gia Trang nó sợ đói. Cái cây hả? Con sợ đói là lo cho là gì? Ăn liên tục luôn. Trên tàu gì bán đồ hoài luôn á. 6 lần trăm. Mà bà đi Nha Trang có quà gì cho anh Việt Kiều không? Không, chưa đi nổi. Cho salon gì chứ, cho salon. Dạ. Trời, con salon gì chứ. Em 8 tàu nhà mấy rồi. Em cười cái 300 400 500 gì vậy, tiền gì vậy? 600 rồi đủ rồi, còn còn đếm gì nữa? Đủ chưa? Dạ, đếm riêng rồi, còn 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 đếm ngược lại. 6 tờ. 6 tờ kia nữa mới biết tính với đại lý. Thành cố bắt bán 700 nữa bà thôi, khỏi đi. Tiền gián 200 thôi, biến đi làm mọi mày nha. Chất, con đang xui rồi mua số gì chất tư vấn con rồi con mua ủng hộ cho chất đi. Con mua với số ủng hộ cho chất. Số gì? Gì? Chẳng là gì không? Có nghĩa là bây giờ con đang xui. Mua cái số nào á? 45, 55, chất, 35 không? Không, mua cả 50 tờ. Đó, đó. Rồi đếm anh Hưng 50 tờ. Chết chưa? Anh Hưng lưu cho ông cầm. Anh Hưng tươi lắm, anh Hưng tươi lắm. Cái gì? Lấy 50 tờ mà đi bán hay gì? Đó. Trời ơi, đếm nó 50 tờ nữa. Còn có chưa có lên tiếng cái gì, nó lên tiếng gì để nó mua trước đi, rồi con mua sau. Chưa có lên tiếng gì, nó kêu mua cái tự nhiên mua theo ý nó luôn hả? À? Hay gì? Sáng cà bà nói chuyện cà tối cho tới mấy giờ? Mấy giờ? Nói gì? Cho anh biết, ảnh chết nhiều người lắm. Không cần chỉ cho Tuấn Nguyễn cái. Thôi khỏi 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 đi. Ảnh biết chết mà, ảnh chết đi. Cái này kim là kim khác, kim này nè. Chết cái này nè cho hết đi. Cái hút này con mua nè, cái này con mua nè. Cái kim này dễ chết hơn. Con này dễ chết hơn nè. Bấm cái kim kịch lại vô phải không? Cởi cầm giùm con cái. Quay lên. Vô. Hôm nay là bác sĩ luôn má ơi. Kim chút xíu à, vậy mày biết chết rồi mày không chết đi. Chịu trước thôi nha, bà Trân đưa nó tiền. Thôi kia mày tao không biết chết đâu. Thì nó vậy chút xíu à, cái kim đi dài rồi má chết mới ghê á. Chút xíu à, phải không vô bụng á. Từ 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 vô. Má để 10 giây. Má để 10 giây thì nó thuốc nó vô. Chạy đó. Má ơi đi. Rồi có chết đâu má. Rồi tắt clip đi. Rồi chết đi, rồi tắt clip. Hả? Tắt hết đi. Rồi tắt rồi mới chết nè. Chết cho còn. Thôi quấn nó vô đây, chịu chết, nãy mới chết trời đâm đây bằng. Giờ bà cũng không cần chết nữa đâu, thấy chưa? Chết nữa chứ hả? Không bằng hết rồi. Thôi coi. Úi. Trời ơi. Tại vô chưa? Ở, chưa gài cái màu trắng vô kìa. Được đó. Màu trắng vô chưa? Không có biết đâu. Chịu chết. Đây cái chích đó là mới giờ, chứ hiểu không? Chích vô một cái. Về luôn. Nó không có đau à.
ở đâu, cái kim đi dài ở đâu nè. Chích một cái là có bầu rồi chứ. Bà đi cho bà Quân đây, chịu chích coi đừng con đừng bắn qua kìa. Chức này ăn gì chưa gì chứ? Chưa là... Ghe trồng chích bao đi. Chưa. Đây, này, đây, nhớ có tin vui nha. Nhiều. Là Tuấn Nguyễn chuẩn bị trả nợ vô trước. Chồng 97. Thôi nói nè, khỏi đi. Trả nợ 79, không đưa được, 97. Đó, 5 tâm, trả 5 triệu đó, trả 5 triệu đó. Không có nha. Hai cần của em là 2 triệu rồi đó. Không có, không có, không có 2 tuần nha. Hai tuần trước mày có đưa mày lo mông gà. Rồi 2 ngày nữa là tới ngày luôn. Trời ơi, trời ơi, trời cái gì? Không có nha. Tối á, bạn tao gọi mày, sao mày bắt máy, mày chặn máy cái hoài vậy? Để cho 5 đứa ngồi ngay bàn bia. Chưa đâu. Quên Hương Trần rồi, không nhớ số nó. Bà nói mày ế một cát thôi. Tao nói chồng tao chắc đi bia ôm rồi. Bây giờ chị không cảm đi, em kêu khế thằng mập với thằng kia nha. Quên số anh cả, nhớ số của mày. Nó gọi hoài, tao nói ôi nó đi kiếm con mồng gà. Tội nghiệp nó đừng gọi nó nữa. Tao ngồi lòng bia 23 chín có tối luôn mẹ. Chưa số không cả chị. Đi ngoài da ngồi chung với mấy nhỏ đó. Mấy nhỏ nào? Mấy nhỏ bán bia ngoài đỡ đó. Trời ơi. Giấc muốn ăn cả bị mồng gà nữa hay vậy? Ờ. Hai gần đây giờ phải chụp mồng gà. Em nhận nè. Đó, đó. Ê, bậy rồi đó. Chớt. Hai nha. Trời ơi. Chứ coi. Ở đây là con nít người ta không coi gì chứ. Rồi áo cái quần ra là lát ta bắt lên con mèn nó bắt luôn á. Bây giờ chất muốn tụi con không quay chất nữa không? Giờ chất cởi ai tụi con về hết không? Mày... Trời ơi. Rồi lúc trước mà con quay á được quá trời tiền thì tính sao? Vũ con tao xém mất 3 triệu. Mất 3 triệu gì? Chồng tao 4 triệu. Trời ơi, quan điểm ghê không? Không có vụ anh tự anh cho chứ ai kêu vụ. Tự anh vợ nó chưa phát tình tự tự ảnh cho anh thấy tội nghiệp anh cho mày này nè anh ơi bậy rồi đó bậy rồi đó cái đó là để anh chịu chịu anh xài quần lọt khe luôn rồi đó trời ơi có luôn hả lọt khe tôi dữ rồi anh ngon ha thấy cái mặt đó anh kìa má rồi ghê ha chắc là con máu hoặc thư rồi đó rồi sao gì chứ không có tiền rồi bốn mắt nhìn nhau có tiền làm sao đây? Sao đây có tiền? Anh đi mua hét lơ gì ăn quên bánh gì đó xèo xèo có cái anh. Trời ơi. Bánh gì bên đây bán bà chừng anh ăn á. Bánh hỏi có cái cục gì đùm giống anh á. Bánh gì mà là có cái đùm hả? Ừ, bạn bán có cái đùm á. Bánh xe đạp. Phải. Bánh xèo bên đây nè. Xèo nó bánh xèo, bánh gì bánh xe đạp trời. Đâu nó nói vô hài có bán bánh xe đạp. Cái cục gì mà nó xe xe đó. Trời ơi, xe xe đó trời ơi. Vậy hỏi sao Tấn Nguyễn không thương. Trời ơi. Qua hùng bán cái gì má. Mưa khổ mưa đông đầy. Làm sao biết được lòng em yêu. Mưa rơi gì nữa. Chết đi nhà trai chết vui chơi hát khỏe về đó, nhỏ một giây hát bạn ơi mưa phố mưa đông đầy chồng tôi hát cái má hát hay má hát ghê làm sao biết lòng anh yêu đó bạn đấy đó dạ, lấy được nhiều hàng bay lấy có 4 triệu à trời 4 triệu à 1 triệu mấy à nó xài hết rồi hả nó xài hết rồi chứ rồi ngày hả nó xài 11 triệu có nghĩa là tiền đó thì chứ con nói gì chứ nghe nó xài hết rồi cái tiền đó nó mua vàng mua chiếc xe máy nó đi rồi nó bán lại mới được 4 triệu mấy á trả chứ không là không còn nữa trả rồi mày gặp tao mà lấy được xe lấy được mày mà còn á thì lấy á chứ không thiệt á con lấy được 4 ở đâu con qua đấy đó con lấy á chứ không mà cũng không có 4 triệu mấy đâu vậy lấy được vậy vậy là cũng gọi là cũng có gọi là trời ơi gan ghê mày dám qua cái khu phức tạp con qua đó con làm ra ra xương ra máu luôn đâu con đâu gặp mẹ đó con gặp bên đó là con báo ngày bắt liền luôn á sợ con lắm con số công an rồi anh đi đâu vậy anh đi thay lỗ mày có chửi với ai vậy đừng nói có chửi với mồng gà đó nha trời
Tao bắt mày đi chích quả kỹ. Đó, tao vô tay của mình tốt qua tao. Giác mày 50 tờ cho em cầm mã hàng tao đi. Đi đây. Thắng mày ngồi dách với chú á con. Gửi rồi mai. Còn với chú kìa. Sư có mấy tờ vậy? Chứ không lấy đâu. Có, nó lấy sao 200 tờ.